chào cả nhà thân yêu, rất vui được gặp lại cả nhà trong video hôm nay của chúc Phương nha. Cả nhà ơi, thì hiện tại là Phương với mẹ mình đang có mặt gần ngã tư của sông Hậu. Hôm nay hai mẹ con mình giăng lưới ba màng ở trên sông nha cả nhà. Hôm nay thì mình giăng ở trên kênh 300 không à. Hôm nay hai mẹ con thử ra sông mình giăng lưới ba màng mới này coi tình hình nó sao. Nay thì mình để trên một cái bao, mình giăng ở trên ghe nha cả nhà. Do là mình ở ngoài sông á, nên là mình đi bằng ghe cho nó vững. Xích ra ngoài đây á, là tới là ngã tư của cái sông rồi. Nước thì đang rất là chảy về cái hướng này, là nước đang lớn dần cả nhà. Nước đang lớn dần luôn. Ghe xuồng lớn chạy lắm. Sông giữa. Mấy là mấy là cái sông rồi. Ở ra ngoài sông này thì ngã tư Đà Nẵng nó đi về là hướng Sóc Trăng rồi hướng Cần Thơ. Cái rùa này mình bao cái đất này là giá một hồi có mẹ dinh lắm á. Xung cái rùa là mẹ dinh nó mê lắm. Mình bao cái đất này tại vì trái chín là có trái chín này đó nha, cái rụng xuống á, cái nó canh nó ăn. Mấy bụi mệt quá trời sai luôn. Sông Hậu này thì có cục sông này là lần đầu tiên mà Phương giăng lưới trên khúc này luôn, thì cũng là lần đầu tiên mà mình quay cho cả nhà xem cảnh vật ở trên cục sông này luôn á. Cả nhà ơi, Phương định là mình không có băng qua sông, Phương sợ máy tới á, tại vì lưới của mình không có chì. Nhưng mà sông này mà mình không thử mà mình băng qua giật ngang sông á là không được, uổng lắm cả nhà. Giờ đây giờ để Phương băng qua xong rồi cái mình canh có máy gần tới á, cái bắt đầu mình cuốn liền nha nha nha. Phương băng ra xong nè, em chuẩn bị có máy tới không nha. Máy nhỏ sợ ghe bự, ghe chở trái cây đồ á. Đúng rồi, máy nhỏ chân vịt nó ở trên, để mình xiết băng qua xiết, nó dính lên chị cái ghe hay gì ở trước mũi kìa. Xiết băng qua
mình cuốn liền. Nếu như người ta văng chuyên nghiệp á cả nhà thì người ta sẽ có chì nhiều á, cái tay lưới nó sẽ chìm xuống tới dưới đáy. Còn Phương thì tay lưới này mình văng trong mương trong đồ á, chứ không có chiên về trên sông. Con lấy cây dầm bé bên kia, con đẩy đây đẩy lưới ngang tới bờ rồi. Rồi xéo qua xéo lại đi. Rồi xuống này chút cái xéo ngược bơi ngược chỗ rồi hết. Đây sâu rồi luôn á. Bà Vinh trứng luôn. Ôi nè cả nhà, bụng trứng luôn nè. Bụng trứng luôn. Quá trời ngon luôn nè. Con đầu Vinh đầu, à, mày Vinh đầu tiên nha cả nhà. Mình cho xuống dưới đây. Thank you.
Yeah. Ngọt rồi cả nhà. Do là mình văng nó trên sông á, nên là mình đợi hơi lâu là dính cá nó dễ bị ngọt. Ôi nó quắn quá trần luôn. Trời, bởi vì nó ngợp nè, chứ phải là quắn ít nó bơi lên bơi xuống thở được á thì nó không có ngợp. Một con đầu tiên nha cả nhà. Liên tục luôn đó nha, tại vì cái chuyến sông này á, là đi ra được nhiều hướng á, thành ra là vận chuyển hàng hóa đi rồi. Gừa. Ôi, bởi vì Phương đón mà. Ngoài tưởng đâu dính cho mình Vinh mà dính được có he ngon quá nha ơi. Trời cá he nó ngon rồi nè, lâu lắm luôn rồi mới dính lại được cá he nha. Cá he này cả nhà. Con này khác với con mà Vinh nha. Nè. Cả nhà coi nè. Mà Vinh, con mà Vinh á thì nó màu trắng nè. Cá he thì màu đỏ thôi nha.
giờ sóng đánh nó tấp lưới vô tuốt trong này luôn, tấp vô tới này luôn nha nhà ơi, quá trời quá đất cát luôn rồi. Văn ở trên kinh 300 á thì gỡ lưới vì là cá dứt, ở trên đây thì gỡ gác. Bây giờ tới mùa hè rồi. Quá cứng luôn. Nhét mò rồi. Tiêu rồi cả nhà ơi. Giữa sông nữa chứ. Dướng vô gốc cây gì nữa rồi. Nhích qua nhích lại nữa. Làm gì vậy? Văn lớn. Vô gốc cây hay cây nhà nhắm trà chôm gì rồi? Ừ. Chúc Phương bên lắm. Đúng rồi. Cảm ơn nha. Cứng quá vậy. Chân của mình nó xuống dưới cái đường khúc nữa đây à. Cứng quá cứng. Đưa con dao đi mẹ, con cắt ngang đây luôn cho rồi. Mày dưới nguyên cái gốc cây lớn như này à. Mẹ dao rồi đó. Nó cay lắm. Trời ơi, trời cái giòn rồi. Trời cái chân. Ủa, cục lớn rồi. Cố gắng hết sức cả nhà ơi. Không thành được rồi. Phải chịu hy sinh cục lớn rồi. Đây con dao mẹ. Mẹ. Cột này lại cái này. Giờ mình đi lại đầu đằng kia. Cái dầm con mẹ ơi. Để
mình đi lại đầu kia mình thăm dài lại cả nhà. Ôi ơi ghét. Dính luôn trái dừa luôn cây. Dính luôn trái dừa vô đây luôn mới ghê chứ. Dần luôn, con phi xong rồi nè. Quá ngon luôn cả nhà. Ấy. Ui, từ từ. Nè cả nhà. Ôi cái này có trứng hay gì á. Quá trứng. Con phi xong rồi cái màu nó đẹp lắm cả nhà. Kinh khủng luôn cả nhà ơi. Ôi ôi bự. Quá trời bự luôn cả nhà ơi. Nãy giờ. Ôi ôi. Ôi. Quá khủng luôn rồi. Đu của em quá khủng. Em quá khủng luôn.
không uổng công nãy giờ. Ừ. Nó còn tỉnh chưa ngập nha. Ừ. Còn tỉnh. Hồi nãy nếu lâu không sức nổi. Cắt ra cái sức lên luôn rồi nè. Cắt ra nó mới sức lên. Kinh khủng thiệt chứ. Xong luôn cả nhà ơi. Đây thành quả hôm nay của mình. Thành quả hôm nay của mình cả nhà ơi. Đầu tiên một con cá cha. Thật luôn. Đây, thêm con nữa. Đây, một con nữa nha. Goofy. Cá hen. Cá mì dinh. Hay cả nhà ơi, thành quả hôm nay của mình quá trứng ngon luôn cả nhà. Cá này quá bự luôn. Ngon quá trời. Dạ, hai mẹ con mình tranh thủ về nha cả nhà. Cả nhà xem đến đây cho hai mẹ con xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để giúp cho hai mẹ con có thêm nhiều động lực để ra nhiều video nữa nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại vào lần sau.